dã man lên. Người ta gọi là hong khô háng. Người ta gọi là hong khô háng. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay chúng tôi Điện Máy Bình Sơn lên sóng cho quý vị và các bạn một trong những cái siêu phẩm xuất sắc luôn trong cái dòng máy Hitachi 3 HP. Đây là các bạn có thể thấy được chiếc máy này. Chiếc máy này nói là hàng Nhật bãi đã có sử dụng thì rất là nhiều bác không tin, bởi vì tình trạng của nó quá đẹp, đẹp xuất sắc và con này là đời cao. Rồi các bạn có thể đến gần hơn với máy, xem từng chi tiết của máy để các bạn có thể cảm nhận được về cái độ sắc sảo của nó. Chiếc này thì 2,2 kW motor 3 pha các bạn nhé, motor 3 pha. Con này thì 2 piston bằng nhau 72 x 65. Lưu lượng của con này là 310 lít trên phút và tốc vòng là 810 vòng. Quá khủng. Đây áp con này thì các bạn chạy khoảng tầm 9 cân là đẹp. Hai đầu nén nhá. Đẹp chưa? Máy quá đẹp, xuất sắc. Sơn này. Anh em nhìn tem này biết tem zin hay không? Nhìn này. Nhìn thì biết tem này tem zin hay không? Nhìn thì sơn này biết sơn zin hay không? Đây các bạn nhìn được những cái chỗ mà chớt này. Này. Có phải zin không? Zin đét luôn. Nói chung là Hitachi ý, thì là hàng đắt nhất trong tất cả các dòng máy nén khí Nhật bãi. Đắt hơn Mewa, đắt hơn Toshiba, đắt hơn Fuji. Motor khí đó, đời cao. Motor 2,2 kW của Hitachi. Đẹp nhờ. Chuyển điện rồi. Motor này là motor có tản nhiệt này các bạn này. Bình thường có một cái motor đời thấp hơn là motor tròn không tản nhiệt. Còn đây motor có tản nhiệt nhé. Bình tích. Thông số bình tích này anh em. Thông số bình tích này là 80 lít. Và cái bình tích này chịu được áp 1,58 mpa các bạn nhé. Tức là các bạn chạy những cái đầu nén lên áp khoảng 1,58 mpa thì mình không chịu được. Còn ổn định nhất vẫn là 1,05 mpa các bạn nhé. Quá đẹp luôn, đẹp. Có cái quả này thì không còn. Anh em chế quả hộp nhựa đựng thức ăn vào là được. Cũng đơn giản thôi, không có vấn đề gì cả. Rất đẹp. Thăm dầu. Quá đẹp luôn. Khít cùng khít. Bình 80 lít. Đồng hồ dơ le tự ngắt. Nói chung là ngon, quá ngon. Đẹp thật đấy. Siêu đẹp. Đây các bạn xem tem thông số đầu nén này. Model của nó là 2.2U7VA60HZ nhá. 3 này. Tất cả zin hết, đẹp. Dã man. Quá đẹp luôn. Rồi. Test thử khả năng vận hành để cho anh em xem chiếc máy này nó vận hành như thế nào nhá. Liệu nó có đáp ứng được nhu cầu của quý vị các bạn hay không? Các bạn lưu ý nhá, dòng máy này là chạy 3 pha. Còn nếu mà anh em mà thích một pha thì phải bỏ motor này đi và thay motor khác. Còn motor zin của nó là 3 pha và chúng tôi đã chuyển qua điện đường với điện Việt Nam mình rồi. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ test thử để cho bạn nghe cảm nhận đánh giá chiếc máy này vận hành như thế nào. Rồi, siêu êm. Êm nhờ. Chỉ nghe tiếng lọc gió thôi, không nghe một tiếng gì khác. Hả? Quá ổn. 310 lít trên phút. Cái tem này nó hơi bị long long rồi. Nhiên lại. Rất êm luôn. Đúng là chỉ nghe tiếng thụp thụp của cái lọc gió này thôi này. Êm nhỉ, không nghe tiếng gì. Dã man lên.
êm nhỉ, êm dã man. Chín cân. Bao nhiêu giây nhỉ? Không đếm rồi. Anh em có thể check lại giây luôn trên video nhá. Hong khô háng. Đúng rồi. Anh Thắm ơi, cho anh cái động cơ này vào đây. Không bảo tính về luôn đi, anh không. Em không đi ô tô đâu. Em được 9 cân. Êm nhỉ. Đúng chỉ nghe tiếng lọc gió, không nghe tiếng gì khác. Quá êm. 9 cân quá mạnh. Ơi nghe đi. Các bạn có thể thấy được chúng tôi đã quay xong cái video test thử luôn cái máy nén khí Hitachi 2,2 kW tương đương với 3 HP, bình 80 lít, điện 3 pha. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ với điện máy Bình Sơn nhá. Như một cái video để các bạn có thể biết thêm những cái dòng sản phẩm mới. Rồi, tất cả con này sơn zin 100% nha các bạn nha, sơn zin 100%. Rồi một lần nữa thì cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.